À, xin chào các anh chị, chúng ta lại tiếp tục ở cái à, bài số 2 ha. Đó là cái tiêu bản về à, giải phẫu bệnh navy trong bì. Thì ở cái phần à, tiêu bản navy trung bì này đó thì à, chúng ta sẽ à, quan sát các cái mục tiêu ha. Thứ nhất là cơ quan ở navy trung bì thứ nhất là mình phải nhớ là cơ quan là da. Vì thấy cấu trúc biểu mô lát tầng sừng quá nang lông, tuyến bã và tuyến mồ hôi. Mục tiêu thì chúng ta sẽ có bốn mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là tế bào navy. Mục tiêu thứ hai là đám tế bào navy. Mục tiêu thứ ba là chất hắc tố melanin. Mục tiêu thứ tư đó là nang lông tuyến bã. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái hình riêng nha các anh chị. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tế bào navy đây là tế bào đây là cái tiêu bản của tế bào navy hình tròn hoặc đa diện xếp thành đám nhân tròn đậm màu nằm ở chính giữa tế bào bào tương ứ đầy các hạt sắc tố melanin đây các anh chị thấy ha hình tròn đây là các tế bào melanin hình tròn đa diện xếp thành đám nhân tròn đậm màu nằm chính giữa bào tương thì ứ đầy các hạt sắc tố melanin đây là các cái chất sắc tố melanin màu nâu đây rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái đám tế bào navy đây là những cái đám tế bào navy đây các anh chị thấy đây là những đám tế bào navy hợp thành đám trong lớp biểu bì của da các đám nằm nông ngay dưới biểu bì thường ứ động nhiều sắc tố melanin trong bào tương các đám nằm sâu không chứa sắc tố và thường biệt hóa theo hướng thần kinh đây, các anh chị thấy đây là phần đám tế bào Navy. Đây là đám tế bào Navy đây. Đó. Xin nhắc lại ha, đám tế bào Navy hợp thành đám trong lớp bì của da. Các đám nằm nông ngay dưới biểu bì thường ứ động nhiều sắc tố melanin trong bào tương. Các đám nằm sâu không chứa sắc tố và thường biệt hóa theo hướng thần kinh. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi, đây là tế bào Navy là các anh chị thấy ha đây tế bào nơi tế bào nơi đây tế bào nơi đây rồi tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là chất sắc hắc tố melanin chất hắc tố melanin đây là chất hắc tố melanin đây nó là màu đen đây các anh chị ha thì số 1 chúng ta sẽ thấy là những cái tế bào tế bào uh, còn đây là những chất hắc tố nó màu đen đây hắc tố melanin màu nâu đậm nằm trong bào tương tế bào navy và khoảng gian bào. Chất hắc tố melanin màu nâu đậm nằm trong bào tương tế bào navy và khoảng gian bào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thấy là phần nang lông đây và tuyến bã thì đây là cái đặc trưng của cái phần navy trong bì thì chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì khi mà ở chúng ta thấy ở cái cái tiêu bản mà có bốn cái mục tiêu trên đó, tế bào navy, đám tế bào navy chất hát tố melanin và nang lông tuyến bã tuyến mồ hôi thì là phần phụ của da thì chúng ta sẽ chuẩn đoán đó là nevi trong bì vâng thì cái tiêu bản của nevi trong bì đến đây là kết thúc chúc các bạn học tốt